Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tô Game Online. Và hôm nay Cẩu Vàng sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt của nhà anh VGP có tên gọi là Đấu Hồn Sư, một tựa game nhập vai mang phong cách Nhật Bản. Đây, các bạn thấy trên màn hình này. Đó, nhân vật thì làm theo style kiểu anime ấy mọi người. Chúng ta sẽ có một con game nhập vai nhá. Đó, và các bạn sẽ chỉ có 3 lớp nhân vật để lựa chọn thôi. Anh em sẽ có 3 lớp nhân vật để lựa chọn. Đầu tiên đó là kiếm sư này. Giới tính nhân vật thì cố định luôn. Lớp nhân vật thứ hai là chúng ta có lớp nhân vật có vẻ như là dùng quyền đó, quyền sư. Và cuối cùng là một lớp nhân vật cấm ô, là lớp nhân vật nữ duy nhất đó. Có lẽ mình sẽ chơi luôn lớp nhân vật này đi, linh sư. Rồi, chúng ta sẽ đặt tên này, cậu vàng. Game không có tùy chỉnh tạo hình nhân vật nhá, tức là có sẵn hết rồi, vào game thôi. Một con game mang phong cách Nhật Bản. Mình không nói là chủ đề Nhật Bản nhá, mà mình nói là phong cách Nhật Bản. Các bạn thấy từ trang phục các kiểu thì nó sẽ mang hơi hướng của Nhật Bản một tí. Đấy, một tí thôi, mình cũng thấy chưa nó hoàn toàn là phong cách Nhật Bản đâu. Tức là con game này thì nó là chủ đề thì mình nghĩ là vẫn là chủ đề kiểu dạng huyền huyễn của Trung Quốc thôi mọi người nhá. Nhưng mà nó sẽ có pha trộn những cái phong cách Nhật Bản vào một chút. Đấy, Đấu Hồn Sư. Đấy, game nhập vai thôi, có auto, rất là dễ chơi. Bạn nào chơi game nhập vai nhiều trên mobile thì không quá xa lạ nữa rồi. Game thì có đồ họa 2.5D mọi người ạ. Game khóa góc nhìn không xoay 360 độ được. Có cài đặt này, cao nhất rồi này. Các bạn thấy là đồ họa này nó nhẹ lắm, nó làm bằng Unity 3D thôi mà, rất là nhẹ. Đáng tiếc là không xoay được full 360 độ. Đó, game 2.5D thôi em nhé. Lên cấp cũng khá là nhanh, các tính năng thì mở khóa dần dần. Đấy, level 12 thì có tính năng pet. Đây là phần kỹ năng này, chúng ta sẽ có sau này có cả chuyển chức nữa. Đây, linh sư cấp 1 thì có từng này kỹ năng, sau đó có linh chuyển 1 chuyển 2 cả. Đó, các bạn để học thêm được nhiều kỹ năng hơn. Hệ thống trang bị thì cũng chia phẩm cấp như là các game khác thôi, xanh lá, xanh dương, tím, cam, đỏ. Đấy, nói chung là dễ chơi. Mình vẫn thấy là một cái gameplay là gameplay của Trung Quốc rồi. Còn lúc đầu mình có nói là nó có hơi hướng của Nhật Bản thì mình nghĩ là từ cái phần trang phục của nhân vật thôi, chứ còn các bạn nhìn cái công trình trong game này thì nó vẫn mang đậm cái văn hóa của Trung Quốc là chính á. Con game này cũng xuất phát từ Trung Quốc chứ không phải Nhật Bản. Đấy, nó có một chút hơi hướng của Nhật Bản một xíu thôi. Đây, các bạn thấy là chúng ta sẽ các tính năng thì mở khóa dần dần nhá, 20 yêu linh này, bot cá nhân hay là M25 này, đó. Đấy, rất là nhiều tính năng thì nó sẽ mở khóa dần dần đến đến tận 180 cấp cơ. Hơn 180 cấp gọi là mở hết các tính năng à. Nói chung là nhiều. Và đơn giản dễ chơi, nói chung là cái con Đấu Hồn Sư này nó cũng đơn giản dễ chơi thôi, cũng không có gì phức tạp cả. Đấy, đi làm nhiệm vụ này. Đó, chuyển cảnh thì cũng khá là mượt. Ngoài ra thì nếu các bạn chơi lâu thì các bạn phải nạp đầu nhé, tặng quà 3 ngày. Cái này thì game nào cũng có rồi, nhưng mà mình cũng phải nhắc lại, bởi vì là thật ra nếu các bạn chơi lâu dài ấy, thì quà nạp đầu này nó cũng khá là ngon ở trong giai đoạn tuân thủ. Và cái mức giá thì nó cũng rẻ thôi, quà nạp đầu từ dao động khoảng từ 20.000 đến 50.000. Thì coi như là ủng hộ nhà phát hành thì thật ra cũng chỉ bằng cốc trà sữa anh em hay uống thôi, cũng không vấn đề gì. Đấy là mình nói là với bạn nào mà yêu thích và chơi game lâu dài nhé. Còn tất nhiên là thích hay không ấy thì tùy mỗi người một cảm nhận. Các bạn tải game chơi thử thì hợp gu thì chơi. Bởi vì thật ra thì mình nói luôn là những dạng game này thì ở Việt Nam thì không hề thiếu, không hề thiếu một tí gì luôn. Gameplay nó cũng tương tự các game khác à, nó không phải có gì quá đột phá hay là khó chơi cả, đơn giản dễ chơi. Đấy, còn tùy thuộc vào gu của mỗi người thôi. Anh em nào thích thì có thể trải nghiệm. Đấy, nhắc lại nữa thì con Đấu Hồn Sư này của nhà hàng VGP nha mọi người nhé, một nhà hàng thì cũng có rất nhiều sản phẩm tại thị trường Việt Nam rồi, nên có thể đảm bảo uy tín. Đây, chúng ta sẽ có phần cường hóa này. Game này thì cường hóa trang bị thì nó sẽ có thêm hiệu ứng, mình thích cái điều này. Tức là khi mà các bạn trang bị toàn cường hóa toàn thân ấy thì nó sẽ xuất hiện hiệu ứng làm nhân vật nó ngầu hơn. Mình rất là thích những game nào mà có cái này nhá, bởi vì là nó ngầu ấy, nhiều game không có, nhìn kiểu nhân vật nó trang bị nó như nhau à. Nhưng mà kiểu là nó có thêm hiệu ứng kiểu các bạn đến cộng 5 nhỉ hạn. Đấy, thì nó thêm tia sét các thứ vào, nhìn nó ngầu, nó khác biệt hơn, dã man luôn. Hồi xưa thì rất nhiều game có rồi, mình tiêu biểu là như kiểu game MU ấy. Đấy, các bạn rất là thích.
Thì cái con đấu vương sư này cũng có. Ok, mình đây điểm mà có lẽ mình thích đầu tiên. Còn về lối chơi thì mình cũng không không đánh giá quá cao, bởi vì nó cũng ấy thôi. Các bạn là mình cũng chơi nhiều game rồi, cái này thì nó cũng bình thường. Game có code nhé mọi người nhé. Mình chưa biết tìm tập code ở đâu, hình như là game này nhập code ở trên web thì phải ấy. Có code tân thủ mọi người, các bạn hãy lên fanpage của game để lấy code. Nhập code thì theo mình thấy là sẽ nhập code ở trên web, bởi vì mình từ từ để mình tìm hiểu sau, bởi vì là hình như là code ở, à đâu code thì vẫn code thì hình như vẫn nhập trong game đấy, chắc là phải vào phần phúc lợi. Đây đây, code ở trong game nhé mọi người nhé, thì các bạn sẽ nhập cho mình các cái code này cho mình, sẽ có khá là nhiều code. Đấy, ví dụ như là bây giờ mình sẽ nhập code đầu tiên nhá, mình sẽ nhập code đó là VIP 4 số 9 này. Đấy, đổi code này. Đó, rồi các bạn này copy ở trên fanpage nhá. Thứ hai là đấu hồn sư. Không biết không không biết có phải viết hoa không? Chắc không cần đâu. Đúng rồi, không cần. Thứ ba là code 500k. Đấy. À, các bạn là phần phúc lợi nhá. Rồi tọa kỵ VIP này. Đấy, cái cuối cùng là thần binh. Thật ra sẽ còn nhiều code nữa, nhưng mà các bạn lên fanpage để tham gia các cái sự kiện trong game thì sẽ nhận thêm code nhé mọi người nhá. Còn đây là mình vừa nhập code chung thôi. Đấy. Đây, code thì sẽ gửi qua thư các bạn nhận thưởng cho mình. Rồi, đó. Cũng rất là nhiều code tân thủ. Rồi, có cả vé để quay, để treo máy lúc mà các bạn offline nữa. Đây, các bạn sẽ có phần tọa kỵ này. Đó, rồi các bạn thì nâng cấp tọa kỵ, tiến giai tọa kỵ lên. Nói chung là đấy, tương tự các game nhập vai anh em hay chơi đúng không? Bảo rồi, nó cũng không phải là cái gì nó quá làm đặc biệt lắm, nhưng mà đơn giản dễ chơi thì nhiều người thích rồi. À, cộng đồ này. À, đập đồ này là cần đá đập đồ nhá, và nó có tỷ lệ nhá mọi người nhá. Đấy, càng đập càng nhiều thì nó sẽ có tỷ lệ, nó sẽ giảm dần. Các bạn lưu ý cái phần này. Đấy, lao vào khiêu chiến này. Rồi có thần trang này. Có cả cánh luôn, game thì cũng có tính năng cánh. Rồi thăng cấp pet này. Pet thì các bạn này sau này có thể chiêu mộ thêm rất nhiều pet, xịn nhất là những con pet đỏ này. Đó, có pet ngộ không. Nói chung là game này thì game Trung Quốc. Bối cảnh game thì mình cũng thấy là đậm chất Trung Quốc chứ cũng không phải là hơi hướng Nhật Bản đâu, chẳng qua là sẽ có một cái về phần tạo hình nhân vật ấy, những con pet tủng thì nó sẽ có những con vừa rồi có Nách ấy, nó kiểu từ chuyện Naruto kiểu kiểu nó sẽ có một chút văn hóa Nhật Bản trong đấy, nó không phải hoàn toàn. Đấy, nói thẳng luôn là như vậy, thì tùy mỗi người đánh giá thôi. Đổi tích điểm này. Đổi cái này thì cũng nhiều game có rồi, đấy, cũng không phải cái gì đặc biệt lắm. Ồ, chúng ta sẽ nhận bộ đây. Ồ, được tặng quà. Ví dụ mình chơi lớp nhân vật này thì được tặng quà này, sẽ chọn vũ khí đỏ luôn đi. Ồ, được tặng 100 cấp. Ồ, đủ cấp mới thay đổi được. Ok. Đó, được tặng vũ khí đỏ luôn. Gọi nhập cốt đấy mọi người. Cốt thần binh gì đó. Rồi, chúng ta sẽ có boss cá nhân này, khiêu chiến boss thì các bạn sẽ nhận được trang bị nhá. Cái này là boss cá nhân, sau này thì có thêm nhiều con boss khác. Đấy, thì mình cũng giới thiệu nhanh cho anh em về con đấu hồn sư thôi. Thì bạn nào mà quan tâm thì anh em có thể tải game và chơi thử của nhà anh VGP. Cái game có mặt ở trên Google Play và App Store. Cảm ơn anh em đã dõi cái này của cậu vàng. Và thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh. Quả này xoay 360 độ rồi này. Trong này thì xoay được mà ở bên ngoài thì không xoay được mọi người ạ. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu vàng nhé. Và thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Top Game Online. Cảm ơn nhiều. Xoay được này, lúc nãy không xoay được nhỉ? Sorry anh em là game xoay được nhá. Đây đây, sorry, mình đính chính là game xoay được. Lúc đầu mình không xoay được và bây giờ nó không nó cho xoay. Lúc đầu không xoay được nha, bây giờ nó cho xoay này. Nó khá là tùy map. Ok, cảm ơn anh em nhá. Bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye. We'll be right back.